Xin chào tất cả quý vị. Lần đầu tiên cho phép tôi gửi tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong sống. Thưa quý vị, hôm nay tôi tiếp tục quay lại cái drama của là show Nguyễn Văn Hạng. Trong đó có một người mà mang danh đó là Đinh Lan thứ hai lên cũng là công kích siêu quẹo ở cái vấn đề của nữ show Nguyễn Văn Hạng. Và đây là một trong những cái người tôi sẽ nói trong cái buổi trò chuyện hôm nay quý vị ha. Và mời quý vị trước khi mà tôi chia sẻ thì mời quý vị nghe những cái phát ngôn của cô này. Các bạn fan chính nghĩa ơi, các bạn bớt tung hô giùm một cái. Mình nói thật, các bạn có biết không, mỗi người đều có điểm mạnh và có điểm yếu. Thì cô Hằng á, cổ rất là nhiều điểm tốt, cổ có lòng tốt, có khí khái, làm ăn giỏi, xinh đẹp gì đó. Nhưng cổ lại có một điểm yếu trong tính cách của cổ, đó là cổ rất là kiêu ngạo và rất thích quyền lực. Cho tôi phân tích cái chỗ mà kiêu ngạo và quyền lực này xíu. Người ta kiêu ngạo như vậy rồi người ta có làm hay không? Có mà. Người ta nói được người ta làm được. Chứ đâu phải như ai kia mà thích phong bạc, hiểu không? Người ta là nói cái gì là người ta làm cái nấy. Chứ người ta không có cần phong bạc, mà người ta không có cần kêu gọi. Đây là tài sản của người ta. Trong quá trình kinh doanh làm anh người ta có được, người ta để mà đóng góp cho cộng đồng thì người ta làm được, người ta mới nói. Thì đừng có nói là người ta kiêu ngạo. Kiêu ngạo là những cái mà người ta nói được người ta không làm được, lúc đấy mới gọi người ta kiêu ngạo. Còn đằng này bà Hành bà nói được bà làm được thì làm gì có cái câu chuyện mà kiêu ngạo ở đây, đó quý vị. Còn thích quyền lực, tôi hỏi bây giờ đó, với khả năng của bà là một doanh nhân, thì tôi hỏi quý vị, người ta có cái gì người ta để mà người ta mong ước nữa hay không? Bây giờ tất cả đều đủ, tiền cũng không thiếu, địa vị thì bây giờ nó thật sự với một doanh nhân như vậy là ok rồi. Thế. Còn thích quyền lực là người ta sẽ có một trong những cái hướng đi khác, chứ người ta không chọn cái hướng doanh nhân, hiểu không? Mà người ta thích quyền lực cũng được, vì với tầm của bà Hằng nó thật sự là tiền bà có, bà đủ cái như là uy quyền, bà quyền lực với ai mới quan trọng, bà quyền lực với ai mới quan trọng, đúng không vậy? Ai mà chẳng muốn có quyền lực? Đừng có nói một cái vấn đề là mình không muốn quyền lực, trừ khi mình muốn hoặc khả năng mình không có. Chứ quyền lực ai cũng muốn hết trơn, trời quý vị. Bản thân quý vị có muốn quyền lực không? Tôi nghĩ ai cũng muốn. Vợ còn muốn quyền lực với chồng thì muốn chi, mà một người phụ nữ mà không muốn quyền lực ở xã hội thì điều này không thể, điều này không thể không xảy ra. Và bất kỳ ai trên xã hội này cũng đều muốn quyền lực. Và ngay cả bản thân cô bé mà cô ngoài để cô nói, cô cũng muốn quyền lực, đúng không? Chứ đừng có nói câu chuyện mà không, em không muốn quyền lực à. Vì bây giờ không muốn quyền lực cho cô nhận không? Nhận liền sao không nhận, đúng không? Trừ khi là thật sự ông Phật, trừ khi ông Phật là ông không muốn quyền lực thôi. Chứ đừng có nói cái câu chuyện mà bản thân mình là từ bỏ quyền lực. Có mỗi Phật Thích Ca là từ bỏ cung vàng điện ngọc, bắt đầu ổng đi tu là ổng không có muốn quyền lực, ổng muốn được giải thoát. Còn đã là con người ai cũng có cái sự tham vọng, nhưng mà với tầm của bà Hằng thì xin thưa đó, tiền bà có, địa vị bà cũng là một bà nữ CEO, được không? Đó, như vậy là thật sự quý vị cũng đủ hô mưa gọi gió rồi, cũng đủ để mà thét nhân viên chạy ra lửa rồi. Đấy cũng là một quyền lực, bản thân mình muốn mà có được với họ hay không có quan trọng nữa. Thích được tung hô. Mà các bạn biết không, lúc đầu cô Hằng không bao giờ muốn mình phải đi tới cái đường này đâu. Cổ chỉ muốn là gọi là làm khó Võ Hoàng Yên thôi. Bởi vì á,
cổ yêu Võ Hoàng Yên và làm đủ thứ cách để lấy lòng nhưng mà không có được. Thì với tính cách của cô, Bằng chứng nào mà nói bà Hằng bà yêu Võ Hoàng Yên rồi làm mọi cách để lấy lòng Võ Hoàng Yên mà không được? Cái này sao nghe giống 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 như con Lan quá vậy, giống giống con Lan nó nói. Có bằng chứng không? Có bằng chứng nào mà thật sự biết bả là yêu Võ Hoàng Yên không? Có nằm dưới gầm giường bả không mà biết hay vậy? Hả? Có không? Hỏi thiệt á, có nằm dưới gầm giường bà Phương Hằng không mà biết bà yêu Võ Hoàng Yên? Bà có nói cho mình nghe bà yêu Võ Hoàng Yên không? Có bằng chứng nào không? Đấy. Có nghĩa là thật sự quý vị, khi mà người ta đã không thích đó, là người ta trăm phương ngàn cớ để người ta siêu quẹo một cái vấn đề. Tôi thì cái câu chuyện tôi không biết cho nên tôi không có nói. À, cái nào mà tôi thật sự tôi biết là tôi mới dám nói, vì đây là một trong những cái câu chuyện mình nói trên không gian mạng. Tôi hỏi cô bé này, cô cho rằng bà Hằng bà yêu ông Võ Hoàng Yên, thế tôi hỏi cô ở đâu mà cô biết bà yêu ông Võ Hoàng Yên? Đúng không vậy? Cô phải ở đâu rồi cô mới biết bà yêu ông Võ Hoàng Yên? Còn nếu cô không chứng minh được là cô là một trong những người là quy chụp vu khống. Còn vấn đề quyền lực tôi nghĩ rằng ai cũng cần, ai cũng muốn. Nhưng mà muốn có được hay không? Đấy, nhưng cái tầm của bà Hằng, bà muốn trong một khuôn khổ thì được. Đấy, bà muốn uy quyền như là cái như là nhân viên của bà là bình thường. Nhưng cái tính cách của bà Hằng là rất công bà, rất 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 bình đẳng. Đúng không? Tính cách bà Hằng rất bình đẳng, bà không có phân biệt. Không phân biệt sếp và không phân biệt lính. Còn bản thân mình đấy, nếu bản thân mình là bà Hằng đấy thì mình nó thật sự nhìn đời bằng lửa con ngươi liền. Đúng không vậy? Nếu mà cô bé này nè, là bà Hằng đấy, tầm của bà Hằng đấy, tầm của một đại gia ngàn tỷ đấy, là nhìn đời bằng lửa con ngươi liền. Cho nên lên không gian mạng mà mang chất rằng quy chụp nói bừa. Đó rồi có bằng chứng nào bảo rằng bà Hằng bà yêu Võ Hoàng Yên không? Còn không có là vu khống, không có là thật sự xúc phạm danh dự của người ta. Người ta là một người phụ nữ đã có chồng thì mình không thể bà anh bà nói được. Nói như vậy làm ảnh hưởng hạnh phúc của người ta chứ. Khi nào mình có bằng chứng rồi mình nói. Còn không có bằng chứng thì thôi, đừng, tốt nhất đừng nói. Đây là một lời khuyên chân thành. Là cô chết bởi vì đúng cái điểm yếu của cô. Tại sao mọi thứ cổ đều được, ai cũng muốn yêu đương, ai cũng có thể không từ chối của cổ. Cổ quá là nhiều điểm yếu, vừa đẹp vừa giỏi, tại sao Võ Hoàng Yên lại từ chối của cổ? Cổ dùng đủ thứ cách cũng vẫn từ chối cổ. Thì cái nư của cổ là các bạn biết, đó là điểm yếu của cổ đó. Rồi sao biết, tôi hỏi cô sao biết? Sao biết bà dùng đủ mọi cách để bà lấy lòng Võ Hoàng Yên mà không được? Mình nói được mình phải chứng minh, nói mà chơi chơi vậy thì ai nói chứng được. Ra tòa thì thật sự đâu thể mà suy đoán, đâu thể là giấc mơ được quý vị. Đấy. Bà Hằng bà mơ mơ đấy mà đi mấy năm đấy. Còn cô này muốn mơ mơ không? Ừ? Cô này muốn mơ mơ không? Đừng có nói là tôi mơ nha. Đừng có nói ra tòa, đừng có bảo rằng do em mơ. Giấc mơ của em là thấy bà thương thầm nhớ trộm mong Võ Hoàng Yên nha. Cái giấc mơ này là nó thuộc là 155, 156 đấy. Ừ, giấc mơ này nguy hiểm lắm. Phát ngôn bừa bãi tùy tiện. Câu chuyện của người ta. Mình ở đâu mà lên phát ngôn như đúng rồi vậy? Đúng không vậy? Nó không có cơ sở và thậm chí rằng đây là một trong những cái mà vu khống bịa đặt một cách trắng trợn. Bây giờ thật sự nếu như bà Hằng bà đâm đơn thì cô này thật sự ra chỉ là ứ ứ thôi, cứng miệng thôi. Không có một cái cơ sở nào mà thật sự để mà đi vui quy chụp người ta cả. Cho nên cô này cái dạng dạng giống như cô Đinh Lan đó. Lên nói cho đã cái mồm vậy. Ở rồi người ta hỏi bằng chứng đâu là thật sự cứ ứ ứ ứ thôi chứ lấy bằng chứng đâu mà được. Mình cũng đâu phải là ô xin nhà người ta. Mình cũng đâu phải là những người mà thân cận người ta mà mình biết.
Mình chưa bao giờ gặp người ta mà tại sao mình lại có những cái mà phát ngôn bừa bãi như vậy? Giống như cô này từng tiếp xúc bà Hằng rồi, từng là bạn thân của bà Hằng rồi, thì nói thì mình nghe chứ thật sự mình cũng không dám tin vì không có bằng chứng. Không có bằng chứng ai dám tin quý vị. Đấy. Vậy mà lên không gian mạng nói đúng rồi, lên không gian mạng như mà thật sự quý vị, như mình là một trong những người tử tế đàng hoàng lắm, nói bách phát bách trúng. Chính vì điều đó khi mà cổ la lên, mục đích đầu tiên là không phải là để bôi nhọ Võ Hoàng Yên đâu, mà là cổ hận, cổ muốn phá, cổ muốn la lên để phá Võ Hoàng Yên. Chứ các bạn biết là họ Võ Hoàng Yên đi chung với cô Hằng với chú Dũng là rất là lâu rồi. Cái chuyện này đáng lẽ là cô Hằng đủ thông minh để nhận ra, nhưng mà không có muốn khui thôi. Thì việc cũng hợp tác để cả hai bên cùng có lợi thôi. Cái vấn đề ở đây nè, không đi chung sao biết, có nghĩa rằng nó thật sự bách cột thì không phải vào hang mới bách được cột chứ. Mình muốn bách được con cột phải phải vào vào hang nó mình mới bách được cột quý vị. Mình không đi chung với nó sao mình biết nó lừa đảo, không đi chung nó sao biết nó bị bệnh, đúng không? Không đi chung nó sao biết thằng Y Dũng, có nghĩa là phải đi chung. Phải đi chung một thời gian nào đó rồi mình mới biết được cái tẩy của là hắn muốn cái gì. Một người, xin thưa quý vị, một người có những cái tâm thiện nó khác hoàn toàn với một người có một trong những cái tâm có mưu mô toan tính, có những cái mưu đồ. Những người có cái mưu đồ, xin thưa quý vị, cái tâm của họ luôn luôn đề phòng, tâm của họ luôn luôn sẽ có những cái mà dối trá lật lừa. Còn những người cái tâm thiện là nó luôn luôn gặp nạn, là cái lý do là mình không đề phòng ai hết trơn, cứ nghĩ ai cũng như mình, cho nên nó cũng hay tai bay vạ gió là quý vị. Còn những thành phần mà gọi là thật sự quý vị, cái tâm Tào Tháo đó, nó tâm đa nghi, là những con người đa đoan. Cho nên cái chỗ cô này cô nói thật sự nó không có một bằng chứng. Tôi hỏi bây giờ nếu mà không biết ông cái thằng thằng ấy dỗm đấy, không tiếp cận nó tại sao là làm sao mình biết được? Có nghĩa có tiếp cận với nó, mình nhìn những trường hợp nó làm, rồi mình cũng có những cái suy nghĩ, mình cũng có những cái trải nghiệm, rồi mình mới biết nó bịp bợm ở đâu, rồi mình cứ như là lật mặt nó ra chứ, đúng không? Nhưng mình không biết sao mà lật mặt. Cho mình nói cái gì cũng nó cũng phải có cái cơ sở gì, nó cũng phải có cái lý cái tình, chứ không thể mình lên đó mình quy chụp mình cho rằng bà Hằng yêu ông Yên rồi vì ông Yên không đáp ứng lại rồi bà Hằng bả hẳn tình rồi bả đi gây chuyện rồi bả móc ông Yên thế này thế nọ thế kia, nó tào lao không, mày đó có phải có bằng chứng, còn không có bằng chứng tốt nhất đừng là nói. Có lợi cho Đại Nam, cho có lợi cho công việc làm ăn thôi. Nhưng mà khi xảy ra chuyện đó thì cổ lỡ, giống như cái không thắng được cái bản ngã của cổ, cổ không thể control được cái điểm xấu đó. Mà chính cái đó xong rồi khi lên thì Võ Hoàng Yên quá là cay độc, quá là mưu mô, nên cô Hằng làm gì làm lợi được. Cái người mà thẳng thắn, cái người mà tốt bụng đó, thì không bao giờ có mưu lược nhiều giống như những cái người im im đó đâu. Thì Võ Hoàng Yên quá là cao tay, thì cô Hằng bị bóc phốt. Võ Hoàng Yên đưa một cái đoạn ghi âm thôi thì cô Hằng rất là quê luôn các bạn. Thì quê bắt đầu mới moi hết tất cả những cái khác để hướng dư luận về những cái khác, và người ta lại cô Hằng phải làm tốt, làm tất cả những cái đó để lấp đi cái người ta đang mà gọi là moi móc cái chuyện mà cô sai. Môi móc chuyện có sai vậy? Sai là phải chịu sai với môi móc cái gì, đúng không? Nó không có cái câu chuyện, nó không có câu chuyện mà lại là cái như là vì cái như là yêu quá sinh hận. Có nghĩa là những cái này mình chưa có cái bằng chứng thì mình chưa thể kết luận. Nhưng có những cái là chúng ta nhìn nhận thấy rõ này, cái thằng thằng Y Dũng kia nó trị không hết bệnh người ta. Đó. Và muốn biết được nó trị không hết bệnh mà nó gọi là nó giá thần y đó thì cũng phải có thời gian tiếp cận rồi mình mới biết được nó là bịp bợm.
rồi mới lật mặt nó ra. Mà với cái tư thế là thầy thần y dỗn, thật sự quý vị, nó cũng phải có những cái mà nó đề phòng, nó cũng có những cái chiêu trò để mà thật sự, giả dụ như bất kỳ người nào mà đi với nó mà cái như là quay lại để mà phản ứng nó đấy, thì chắc anh nó cũng có những cái mà đề phòng dành cho bản thân nó. Đây là một cái con đường gọi là cứu mệnh, chắc anh nó sẽ có những cái vấn đề, nó sẽ đề phòng và nó cũng có những cái thủ đoạn kèm theo, được không? Chứ đừng bao giờ mà thật sự mình nhìn ở một cái phương diện mà tôi hỏi rằng đó, cái thằng đó có phải thần y hay không, có trị hết bệnh hay không, rồi bà Hằng bà lật mặt như vậy là đúng hay sai. Tôi đang ủng hộ cái hành động bà Hằng bà lật mặt thằng thần y dỗm này, thì đây là một trong những cái công việc rất thiết thực. Nếu như không có bà Hằng lật mặt, bây giờ bà con có tin chắc rằng thằng thần y dỗm này nó vẫn còn tiếp tục hoạt động hay không, với cái tầm của bà Hằng mới lật mặt được những thằng này ở cho. Còn thật sự quý vị, giả dụ như một số nạn nhân mà người ta đứng lên người ta lật mặt cũng không ai tin, đúng không? Vì cái tâm của bà Hằng là một trong những người kiểu như là cũng là một người phụ nữ, cho rằng một người phụ nữ là quyền lực, người ta mới đủ cái khả năng, đủ cái đối trọng để mà lật mặt những cái thành phần như thế này. Vì cái thành thần ấy này nó có một cái lượt fan rất lớn. Thậm chí xin lỗi quý vị, bản thân tôi ngày xưa tôi vẫn tin nó là rút lưỡi dỗ lỗ tai là trị được hết, tôi vẫn tin nó là nén xương lại được cho người ta, bản thân tôi đó tôi vẫn tin như vậy. Nhưng mà sau này thật sự quý vị, cũng nhờ bà Hằng đó, bà lật mặt nó ra thì tôi mới là tôi sáng mắt ra. Chứ bản thân tôi ngày xưa nó cũng thật sự quý vị, tôi cũng tin thằng đó là một thằng thần y thật, tôi cũng đang ao ước sẽ có một ngày nào đó gặp nó mà. Thần tượng quá, ngày xưa cũng thần tượng dữ lắm đó. Nhưng mà cũng nhờ bà Hằng bà lật mặt nó như vậy rồi mình mới biết rằng nó là một trong những thằng thần y tự phong, thằng thần y bia thôi, là một cái thằng gọi là cái thằng y dỗm. Tôi nói thật sự xã hội này không phải là một mình tôi, mà tôi nghĩ còn nhiều bà con như tôi lắm cứ tin tưởng nó là một thằng thần y thật sự, vì mình chỉ xem qua những thước phim, đúng không quý vị? Mình xem qua những thước phim như vậy chứ mình đâu có biết được thật sự cái bản chất bên trong nó như thế nào. Chứ bản thân tôi, chính bản thân tôi không nói đâu cho xa hết, chính bản thân tôi cũng đã từng lầm tưởng nó là thần y thật. Nhưng sau này bà Hằng bà lật mặt rồi tôi mới ngớ người ra là thằng đó là một trong những thằng biệt đó. Rồi tôi mới theo dõi lần 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 cho đến khi mà một cái huyện ở tại cái như là Quảng Ngãi, rồi người ta có một những cái cuộc điều tra, rồi người ta đưa lên báo chí, rồi lúc đó tôi mới là tin hẳn. Rồi có một cái gọi là một cái trung tâm ở ngoài ở đâu ngoài Hà Tĩnh ở đâu đó. Rồi cũng làm lên để cho thằng thằng y dỗm này nó trị bệnh, nhưng cuối cùng nó cũng bỏ nó đi. Thì lúc đó thật sự quý vị là mới sáng con mắt ra rõ luôn à, lúc đó là sáng con mắt luôn, mà lúc đó là mình lại câm à, sáng con mắt ra mình lại câm. Có nghĩa thành ra ngày xưa tôi thần tượng lắm, tôi cũng hay có những lời mà khen tặng lắm, vô cũng comment từ lưa lắm à, nhưng mà từ lúc phát hiện ra nó vậy thật sự mình cũng cảm thấy mình dị, mình cũng cảm thấy mình xấu hổ. Vì sao? Mình tin một cách mù quáng, mình tin nhầm, mình thần tượng nhầm, ở cho mình cảm thấy rằng mình nhục, mình không có dám phát ngôn, đó là lúc đó bị câm vậy đó, nó vậy đó. Đúng không? Không có bà Hằng dễ gì mà thật sự quý vị, ai mà đủ đối trọng để mà lật mặt nó được. Tôi nghĩ cũng có nhiều người biết đó, nhưng mà những người họ biết họ không dám lật mặt. Vì sao? Vì ảnh hưởng tới họ, họ sợ ảnh hưởng tới họ. Nhưng bà Hằng bà dám chơi, bà dám chịu. Đúng không? Đây là một cái gọi là cái khí chất của bà. Mình phải tôn trọng, cái nào bà làm đúng thì mình tôn trọng. Còn bà sai thì thật sự quý vị, bà đã nhận chế tài của pháp luật. Bà đã sai thì thôi, mình không có nói tới cái sai của bà, vì bà đã nhận cái sai ở trước pháp luật rồi. Mình đâu phải quan tòa mà thật sự là nói cái sai của bà. Đúng không? Mình chỉ là tôn vinh những cái nét đẹp
những cái điều mà bà làm cho được cho xã hội, thế là vui rồi. Còn bà sai có pháp luật xử lý, được không? Còn những ai mà thật sự vu khống xuyên tạc hay là bịa đặt, đấy là một trong những cái vấn đề tôi nói trước hay sau. Bây giờ giả dụ như cô bé này mà bà Hằng mà hỏi mày lấy cơ sở từ đâu mà mày bảo rằng tao là yêu thầm nhớ trộm thằng Yên, thì tôi hỏi quý vị có cắn lưỡi chứ làm chi biết được mà trả lời, được không? Cái miệng đi chơi nó hơi xa, cái miệng đi chơi xa quá. Không phải là mình chê cô Hằng đâu, nhưng mà con người ai cũng bị như vậy hết á. Nhưng mà bây giờ khi mà trong quá trình cô làm cô đấm mấy lần cô muốn ngừng rồi, nhưng mà chính các bạn á, chính các fan chính nghĩa tâng bốc lên nào là la làng la xóm lên tung hô ca tụng. Mà các bạn biết một cái người mà có cái điểm yếu đó rồi, khi các bạn tung hô ca tụng thì cô Hằng không thể nào dừng được. Nếu không có ai fan chính nghĩa, không có ai mà đồng hành với cái việc đó và ca tụng về việc đó, thì cô Hằng không bao giờ cổ sẽ tiếp tục và cổ Bậy, nó đây là bậy. Cái này nó chỉ đúng một phần nhỏ thôi quý vị. Có nghĩa rằng cái hành trình của bả là đi, nó gọi là nó quá nhiều cái giai đoạn và nó dính tới quá nhiều người. Tôi nói cái tiến sĩ luật mà người ta còn không thể nào người ta cản bả được, thì đừng có nói chi mà cái fan này fan nọ fan kia. Có nghĩa là bả, cái tính của bả là bả thích là bả làm, bả dám chơi bả dám chịu, đúng không? Bả đâu có trách đâu, bả dám chơi bả dám chịu mà. Cái này thì chỉ cho fan thật sự cũng không đúng. Có nghĩa đây là một trong những cái người đàn bà bản lĩnh, à, người ta dám chơi người ta dám chịu, người ta không than thân trách phạt. Còn cái bài T30 và tôi thật sự chẳng qua là người ta bất chợt trong một cái khoảng khắc nào đó mà người ta nhìn về cái cuộc đời của họ, rồi người ta bất chợt người ta kể như là chớ một số cái lời để mà tự an ủi bản thân mình. Và vấn đề vì sao dân thương tôi, vì sao tôi thương dân là chắc là bà con cũng đã biết, vì bà cũng có những cái công trình mà giúp dân. Vì bà cũng là một con người nghèo khổ mà lớn, cho nên bà rất thương dân, bà hiểu được những người nghèo như thế nào. Chứ đừng có nói, thật sự đừng có quy chụp. Ở đây mình phải nhìn nhận rõ cái nghĩa đen của nó, chứ mình đừng có suy luận cái nghĩa bóng, đúng không? Mình phải hiểu hiểu cái những cái lời trong cái bài mà T30 và tôi của bà Hằng đó, là mình phải hiểu trên cái nghĩa đen, chứ mình đừng có suy luận ra nghĩa bóng, nghĩa đồ chi nó đâu đọc, đúng không? À, trong mùa dịch bà cũng giúp dân, à, rồi bà cũng từng làm những công trình thiện nguyện giúp dân, quỹ mổ tim cũng giúp dân, rồi những ngày gần đây bà cũng chung tay giúp dân ở miền Bắc vượt qua gọi là cái lũ lụt, à, bằng cái cách là bà ủng hộ cho trên 25 tỷ đồng. Thì đây cũng là một trong những cái vì dân đó quý vị, đúng không? Mà thành công rực rỡ nhất là Lật Mặt Thằng Thằng Y Dỗn cũng là vì dân. Cho nên đừng bao giờ mà thật sự mình không làm được, đừng có lên nói người ta. Những cái gì người ta làm được phải nên là tôn trọng, vì bản thân mình không làm được. Một là mình không đủ tầm, còn hai là mình hèn hơn người ta, mình không dám nói sự thật. À, cho nên khi người ta đã làm được, người ta nói ra được những cái sự thật, mà những cái đó là bây giờ thật sự ra thì bà Hằng bà cũng đã có những cái bà cũng đã lên mà nói rồi, thì cái nào bà sai thì bà nhận sai, nhưng cái nào đúng thì cũng phải công nhận là bà nói đúng chứ. À, bây giờ lên gọi là đi gọi là công kích người ta được cái gì? Đó. Bà sai bà đã nhận sai rồi, bà sai bà đã có những cái trả giá rồi. Cái nào bà đúng thì mình cũng phải nên ghi nhận, đấy mới sự công bằng cho bà, đúng quý vị? Và ý kiến của quý vị trong câu chuyện này như thế nào thì mời quý vị comment bên dưới giúp tôi, và tôi cũng xin phép tất cả quý vị cho tôi kết thúc cái buổi trò chuyện tại đây. Một lần nữa kính chúc tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong sống. Tạm biệt tất cả quý vị, bye bye tất cả quý vị.